chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn đang muốn chữa lành tâm hồn sau cú thất tình đi vào lòng đất rồi lại gặp được Mai Đẹp Tini. Amanda là một chuyên viên du lịch, trong một lần cô đã đến Việt Nam để xoa dịu trái tim tan vỡ sau khi chia tay người yêu đã gặp gỡ, làm quen và rơi vào lưới tình với Sinh, một hướng dẫn viên du lịch người Việt. Liệu rằng thần Cupid sẽ độ họ trở thành một đôi? Hãy cùng theo dõi bộ phim hôm nay ngay nhé! Cô gái này chính là Amanda, cái con người dồi dào kinh nghiệm trong ngành. Có một vị khách bị lạc, cô chỉ nhìn thoáng qua ảnh đã biết khác đó, lên nhầm xe nào và giúp họ quay về đúng lịch trình. Hôm nay cô bạn thân của Amanda kêu cô về sớm vì John, người yêu của Amanda đích thân gọi tới nói đừng để cô ở lại làm thêm giờ. Hai người này đã làm phiền nhau được 5 năm rồi. Chị bạn thân Mona với kinh nghiệm lấy chín ông chồng chắc cú một điều, tối nay John sẽ cầu hôn Amanda, nên cô đã đặt lịch để con bạn mình đi độ quả móng, lên hình với nhẫn cho đẹp. Amanda cũng không nghĩ nhiều, tan ca sớm hí hửng tạt vào tiệm nail, chọn cái màu tôn da nhất ụp lên móng mình, vừa làm cô con vui vẻ tâm sự tuổi hồng kể chuyện xuyên quốc gia cho thợ nail nghe. Amanda đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, cả cái thẻ và những chuyến đi, mặt cô hớn hở đến mức người ngoài nhìn vào cũng biết cô có chuyện vui. Độ bộ móng xong, cô nàng vui vẻ trở về nhà, John đem chút nước hoa quả lên men ra làm một ly nói cho bon mồm. Nhưng thứ chờ đợi cô không phải chiếc nhẫn kim cương sáng bóng loáng, mà là tin động trời do muốn chuyển đến chỗ Zip, bạn cùng phòng ở trường sau đại học để xin một chân làm công ty của cậu ta. Anh không muốn cô phải đợi thêm vì 5 năm là quá nhiều, nói vòng vo 80 cốc chốt hạ vẫn là muốn dừng lại, nói trắng hơn thì là chia tay. Amanda sốc ngang tống khứ anh ta ra khỏi nhà mặc kệ John có, đang uốn lưỡi 7 lần giải thích. Hôm sau lên công ty, Amanda kể lại cho Mona nghe tất cả, không uổng công là hội chị em cây khế. Mona cho Amanda nhận nhiệm vụ về Việt Nam, làm một chuyến nghỉ mát, khám phá đất nước xinh đẹp để quên đi một kẻ hãm lỡ vừa băm nhỏ tim cô đem xào, với hành. Luôn tiện giả làm khách của công ty đến đó một chuyến, vừa hay nhân dịp năm mới của Việt Nam, Mona đã lên hết kế hoạch cho một hành trình trong mơ, mọi địa điểm đều được ghi rõ. Amanda chỉ cần đến đó làm tai mắt xem công ty định mua họ ở Việt Nam là kiểu công ty như thế nào. Game này dễ, hôm sau Amanda liền đáp chân đến Việt Nam. Xuống sân bay cô không thể tìm được đảo hành lý, thấy có anh trai nhìn có vẻ tốt bụng nên cô đã đi tới hỏi thăm. Ai dè lại vớ ngay anh hướng dẫn viên của mình tên là Sinh, vấn đề xảy ra khi hành lý của cô bị thất lạc và cần có thời gian để tìm lại. Hai người ra xe chỗ con em họ Sinh đang chờ, cũng là xế cho họ hôm nay. Amanda bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của thành phố này, lại còn gần Tết nên mai khắp lối trông thích mắt. Họ đến khách sạn trước, vốn là người vui tính nên hai người nói chuyện rất hợp cạ. Sinh dặn Amanda nghỉ ngơi một lát rồi lên trên tầng tìm anh. Sinh còn dặn kỹ cô làm gì cũng được chứ đừng chợp mắt không là hết buổi mất. Đến tối, Amanda mới mò lên sân thượng để gặp mọi người trong nhóm. Đây là Sam, người bên cạnh là John và con gái của họ Robin. Cô bé đang hơi dỗi vì bị mẹ thu mất điện thoại. Đã thế lại còn có một nhóc con quay vlog chạy đến làm cô bé thêm phần quạo, vì người ta bằng tuổi tay cầm khư khư con dế còn mình thì không. Cậu nhóc tên là Alex, lát sau có thêm đôi vợ chồng già đi tới góc vui. Họ là Bờ Diên và Maya, họ đến Việt Nam vì cần trăng mật, lấy nhau 40 năm mà hồi đó nghèo sập dàn mồng tơi, bây giờ về hưu có thời gian nên mới đi bù. Nhìn hai ông bà tình vẻ bình làm con người vừa mới thất tình có hơi tủi, Sam nhìn cái là biết cô mới bị bồ đá, nhưng Amanda lại nhanh trí lảng mọi người sang chuyện khác. Sinh quay lại bàn, anh nói qua về chuyến đi nhân dịp Tết, một nét rất đẹp của Việt Nam, là thời điểm để chuyện cũ mình bỏ qua, nói rồi anh nâng ly dạy, cho mọi người câu nói quen thuộc trên bàn nhậu của dân Việt, hai ba lô. Sáng hôm sau, Mona mới gọi tới hỏi xem con bạn mình sống chết ra sao, mà thấy Amanda cứ nhắc tới cậu trai tên Sinh suốt. Hôm nay mọi người được trải nghiệm đi xích lô quanh thành phố, nghe thôi là thấy thích, nói gì là được trải nghiệm. Sinh bắt chuyện với Amanda về lý do cô đến Việt Nam, nhưng cô nàng chỉ nói vì nó nằm trong top 10 địa điểm nên tới. Chỉ là con mắt tinh đời của Sinh chẳng tin, Amanda thấy thế đành nói vì mình muốn thay đổi một số thói quen, nên bỏ và đi du lịch là lựa chọn hợp lý để ép cô ra khỏi vùng an toàn. Đang đi bon thì vấp trúng ổ gà làm hai đứa va vào nhau cười phì, nói chuyện với Sinh làm Amanda như quên đi mình đang là con đũi thất tình vì anh rất thú vị. Sau đó họ ghé vào chợ làm một chuyến hóa thân thành các bà mẹ trải nghiệm một ngày đi chợ. Amanda không quên ghi lại những thứ mà mình cảm nhận được về chuyến đi này. Nhìn những đôi tay thoăn thoắt nước thịt trắng bánh, chỉ nhìn thôi là muốn ăn, đồ lưu niệm cũng đỉnh của chóp. Amanda được Sinh và cô em dụ ăn sầu riêng, mới đầu cô không ngửi được mùi nhưng khi nếm một miếng ta nói nghiện luôn chứ ngại gì. Sau đó, Amanda loa được một chiếc khăn có hình phượng hoàng. Sinh đã dạy cô mặc cả bằng cách bỏ đi nếu không thành vì kiểu gì chị chủ cũng gọi họ lại. Nhưng lần này lạ lắm, chị bán hàng mãi chẳng chịu gọi hai người quay lại. Amanda không muốn cứ thế hụt mất chiếc khăn, nên quay về ấy thế mà chị chủ đóng cửa nghỉ chưa luôn. Rồi, cô nàng chỉ có thể quay ra nhưng khúc sang đường hơi hốt vì nó đông lắm. Sinh dạy cô cứ giơ tay rồi đi qua nhưng Amanda thật sự không dám. Nói chứ tôi người Việt chính gốc còn sợ món này, nói gì cô nương. Sinh cười nhẹ một cái rồi thực hành cho cô xem, thấy anh đi ra không mất sợi lông nào mà ngạc nhiên,
Nói chung là giao thông Việt Nam muốn đi qua cứ tiến chứ đừng lùi. Sinh giơ tay dắt cô đi qua dễ phát một trong sự trầm trồ và ngạc nhiên của mọi người. Điểm đến tiếp theo của họ là Hội An, ngồi xe muốn tịt cái đường đẻ đái cuối cùng cũng đến. Tới khách sạn, Amanda định cho Sinh xem thứ gì đó, không nói anh cũng biết nó là một danh sách địa điểm du lịch dài thấy ớn, mà Mona soạn. Sinh nói với cô ở đây anh có cách dẫn khách riêng của mình và đúng là nó hơi khác so với chỗ của cô, nhưng cô cứ yên tâm vì anh là Sinh mà. Nghỉ ngơi một đêm, đến sáng họ bắt đầu hành trình khám phá của mình. Ai dè điểm đầu tiên lại đóng cửa mất vì họ đang tập múa lân. May là Sinh có quen một anh bạn ở đây, nên đã xin xỏ được cho mọi người vào trong xem qua. Ai nấy đều thích thú với bộ môn này, sau đó họ dạo một vòng chùa cầu. Được Amanda khen một câu mà anh chàng Sinh nhà ta cảm động lắm. Mọi người ghé vào một tiệm vải để may đồ, mỗi người một gu mà vải ở đây lại quá trời ưng ý. Trong lúc đó, Amanda đứng ở một góc ghi lại trải nghiệm của mình, thì hai anh em Sinh đi tới. Vì để ý cô không muốn may đồ mới nên anh đã bật mí ở đây, năm mới có đồ mới sẽ mang lại may mắn. Nghe thế Amanda liền nhờ anh chọn cho mình sấp vải. Đến tối, mọi người quay về khách sạn, Sinh lại đánh lẻ rủ Amanda đi xem cái này. John đang gọi đến nhưng cô đã không nghe. Vì hôm nay chưa xem được một điểm trong danh sách của cô nên anh muốn bù lại. Anh đưa cô đi ngắm đèn lồng trên phố, vừa nhìn thôi Amanda đã bị hút mắt. Hai người vừa đi dạo vừa tâm sự về cuộc đời mình cho đối phương nghe. Sinh còn dẫn cô đi thảo đèn hoa đăng, ước một điều ước rồi thả đèn xuống nước. Điểm đến hôm sau của đoàn là Đà Nẵng, phơi mình bên cạnh biển xanh cát trắng nắng vàng là điều tuyệt cú mèo mà hai năm qua chưa ai nói với bạn. Mỗi người một việc, vợ chồng May A thì đi bộ cùng nhau, hai đứa nhóc dạy nhau chụp ảnh, còn vợ chồng nhà Sam ngồi hóng gió. Amanda cũng chụp một chiếc ảnh để làm kỷ niệm. Đột nhiên mấy miếng sầu nhà Sinh trồng được nhô lên khỏi mặt nước làm cô cứ bị mất tập trung, là nó đập vào mắt chứ không phải Amanda cố tình nhìn đâu. Sinh kéo Amanda ra chơi thuyền thúng, ra đến đây rồi mà không thử thì có lỗi với Đà Nẵng lắm, nhưng nó cứ sao sao ấy, dù là Sinh hay Amanda cầm lái nó vẫn quay vèo vèo, cuối cùng là cả hai rơi lọt thỏm xuống nước. Hai anh chị đua nhau chán chê rồi mới lên bờ. Cô em nói với Sinh giờ lên cầu vàng cần phải đợi 3 tiếng cơ. Sinh nhanh trí dẫn mọi người đến một nơi khác trước, hứa bao đẹp hơn cầu vàng đó chính là Thánh địa Mỹ Sơn. Sinh nhẹ nhàng giới thiệu cho mọi người về nơi này, Amanda thích lắm. Cô đi quanh quanh chạm tay vào từng viên gạch với vẻ mặt đầy thích thú. Cô nhận ra đi du lịch theo sách quả nhiên không thú vị như cách mà Sinh đang làm. Nhận lấy thông điệp đó từ vũ trụ, hôm sau Sinh đã thay đổi một chút lịch trình. Cứ thế con xe dừng lại ở thôn Tràng, làng của hai anh em Sinh. Đoạn đường còn lại họ đi bộ vào, bà nội quốc dân cùng mọi người đi ra đón. Bà nội than Sinh chả chịu gọi gì về cho bà cả, chả bù cho con em, hở chút là gọi nô với bà xong. Sinh giới thiệu nội cho mọi người làm quen, sau đấy là xếp chỗ ngủ cho mọi người. Có mình Amanda là được bà nội muốn cho ở cùng bà. Tối hôm đó, ai nấy đều hí hửng khi được ăn khô bò huyền thoại. Amanda lúc này đang ở ngoài thấy tin nhắn thoại của John nên bật lên nghe. Mới nghe đến đoạn anh ta nói mình đã hiểu là mình sai thì Sinh đi ra. Cô khá bất ngờ về làng quê Việt Nam, nơi mà cô vẫn luôn tò mò. Nghe Sinh nói họ sẽ ở đây thêm 2 ngày nữa để ăn Tết, Amanda thỏ thẻ mình có hơi sợ bà nội anh vì mặt bà dọa thôi, mà trông căng quá. Nói đến đây bé anh gọi Sinh vào giúp mình dọn nên đôi bạn trẻ cũng chúc ngủ ngon luôn. Sớm hôm sau, Amanda còn chưa mở mắt đã bị tiếng mở cửa của bà nội làm giật mình. Thứ chào đón cô là cái chổi và miếng rẻ lau vì ngày hội toàn dân dọn nhà đã đến rồi. Amanda giúp bà cọ mấy cái bình mà mặt bà cứ căng đét làm cô rén ngang. Gia đình nhà Sam và John đang bày mâm ngũ quả, chỗ Alex thì mổ gấp đồ xôi, vợ chồng May A học gói bánh. Lát sau quay về chỗ Sinh thì anh cùng Amanda đang phơi hương. Nói chung là ai cũng đều có những trải nghiệm cực kỳ thú vị về ngày Tết. Đến chiều, bà nội dẫn Sinh và Amanda ra cúng mộ ông bà. Cô thấy bà nội rất giống bà của mình, cũng khó gần như thế nhưng bà cô đã mất từ Giáng sinh năm ngoái. Sinh muốn an ủi cô nên đã nói Amanda cùng mình thắp hương cầu nguyện. Hai đứa cùng bà đốt vàng mã, nhìn hai đứa như thế bà nội cũng bật cười. Hôm sau, Sinh dẫn Amanda cùng mình đi chợ Tết với loạt thứ cần mua mà bà nội đưa cho, lại còn ngồi trên con xe máy nên Amanda cười thích mắt. Sinh nói với cô chú của mình, sắp về hưu anh cũng mong mình sẽ được thay chú quản lý công ty, anh sẽ dẫn công ty theo lối đi khác, cho du khách những trải nghiệm khó quên như thế này. Amanda định hỏi về chuyện bán công ty, nhưng Sinh lại chạy ra chỗ khác nên lời nói chưa kịp phọt ra ngoài. Tối hôm đó, bà nội kéo nhóc anh vào phòng Amanda làm phiên dịch viên cho mình, vì bà muốn biết cô có ý gì với thằng cháu bà, hay không. Thật ra Amanda có cái nhìn rất tốt về anh ấy, nhưng vì mỗi người ở một đất nước khác nhau nên cô định chỉ làm bạn với Sinh, mà thôi. Bà nội nghe thế đâu có tin vì bà đã thấy thằng cháu mình cười tươi roi rói khi ở bên cô, mà bà nội thích thấy cháu trai bà cười lắm. Chờ bà nội đi ra ngoài, anh mới hỏi Amanda có thích ông anh mình không. Amanda cũng không thể ngờ câu chuyện giữa họ lại trở nên phức tạp như thế. Anh cũng cảm thấy nếu chuyến đi này là chuyến cuối thì buồn lắm vì bố cô định bán công ty, và một bên ở Mỹ đang để ý tới, chưa ai biết chuyện này kể cả Sinh.
Hôm sau, Amanda dậy từ sớm, Mona nhắn tin tới nói cô về việc hỏi mua lại công ty của Sinh sớm vẫn hơn. Amanda cũng không biết phải làm như nào thì Sinh đến chúc mừng năm mới, mọi người quây quần lại cùng nhau chuẩn bị cho bữa cơm đầu năm. Alex luôn quay lại mọi khoảnh khắc vì cậu muốn ông nội mình xem nó. Ông cậu đã muốn đến Việt Nam từ lâu, nhưng sức khỏe không cho phép nên Alex đã quay lại toàn bộ hành trình của mình, gửi về cho ông. Trông thấy Amanda trong tà áo dài đi ra, Sinh liền đi tới đón cô, mọi người ngồi lại, ăn uống no nê rồi quẩy sập sình lúc đi hết mình lúc về hết buồn. Thấy Amanda đứng ngoài, Sinh đã đi tới nắm lấy tay cô nhập hội, quẩy cho tới gần tối, đôi bạn trẻ lại đánh lẻ ra ngoài đi dạo. Amanda luôn muốn nói cho Sinh nghe về mục đích chính mình đến đây, thế nhưng khúc quan trọng Sinh lại thả cho cô cân thính, nên câu chuyện bẻ lái thành chúng ta ăn cơm chó ngập mặt. Hai ngày ở lại đây cũng đã hết, Amanda cảm ơn bà nội về những ngày vừa qua, bà nói với cô nhớ phải quay lại thăm mình. Bà nội ôm mấy đứa cháu rồi tiễn mọi người lên xe, họ đang trên đường quay về Hà Nội, Sinh nói sương sương cho họ về lịch trình tiếp theo. Mona gửi tin nhắn đến nói về việc họ cần đẩy nhanh quá trình mua bán vì có một bên khác cũng đang dòm ngó tới công ty nhà Sinh. Amanda vừa xuống xe thì bất thình lình John từ đâu chui ra giới thiệu mình là người yêu của cô. Amanda vội giải thích họ đã chia tay rồi. John nói thẳng luôn vì chia tay nên anh mới đến đây để nối lại tình xưa, điều này làm Sinh cấn trong lòng nhiều chút. Amanda hỏi John vì sao lại tìm được mình, té ra anh ta thấy tên công ty lọt vào bức ảnh mà Amanda đăng lên. Anh ta nói đủ thứ, trên đời nóng vòng vo tam quốc vì mục đích cao cả muốn Amanda suy nghĩ về việc quay lại. Cô đem chuyện này kể cho Mona nghe vì bây giờ cô đang bị rơi vào sự gian gian díu díu mập mờ với Sinh, thành ra kẹt luôn trong tình tay ba với hai anh chàng. Nhưng Amanda cũng sợ, nếu Sinh biết được mục đích mình đến đây là gì anh ấy sẽ nghĩ sao về cô. Tối đó mọi người đi xem múa rối, Amanda muốn giải thích chuyện về John với Sinh nhưng anh không có hứng thú nghe nó. Ngồi xem mà Amanda áp lực ngang vì ngồi giữa hai anh chàng. Mãi mới kết thúc, lúc ngồi cùng nhau trà đá vỉa hè, anh nói với Sinh chuyện bố mình đã bán công ty cho một bên ở Mỹ. Nghe đến cái tên đó John biết là chỗ Amanda đang làm, mọi người hướng ánh mắt tò mò về phía cô. Amanda rối bời giải thích mình là giám đốc điều hành du lịch của công ty đó, nơi đã mua lại công ty nhà Sinh. Sinh chết nhiều chút trong tim, anh không thể nghe thêm những gì Amanda nói nên đã tức giận bỏ đi. Cô nàng vội đuổi theo, mối quan hệ giữa họ cứ thế mà rạn nứt không phanh. John thì cứ bám theo lải nhải chuyện yêu xa một năm rồi cưới. Rõ cách đây 2 tuần anh ta còn nằng nặc đòi chia tay mà bây giờ lại ở đây, năn nỉ cô quay lại. Amanda chốt câu xanh dờn, nói ra thì có hơi xến, nhưng ở bên John cô thấy bình yên đến lạ, xa John rồi thấy lạ, nhưng cũng khá bình yên. Quan trọng hơn chuyến đi này đã giúp cô thấy được khi yêu anh cô không hề lạc lối, mà chỉ là cô chưa ở đúng chỗ thôi. Amanda vui vì anh đã đến tận đây bởi 5 năm của họ, không đáng để kết thúc qua màn hình điện thoại. John nghe thế cũng đau lòng lắm nhưng sự thật là hai người không thể tiếp tục, anh vẫn nên quay về bên Mỹ. Phía bên kia, anh đến tìm Sinh để thay bố xin lỗi chuyện công ty, trông ông anh mình dễ bỏ cuộc với Mai đẹp tini quá, nên cô nàng lại phải làm thêm chuyến công tác tư tưởng. Quay về chỗ Amanda, cô đang nói chuyện với Mona về việc để Sinh làm người hướng dẫn của họ, ở Việt Nam, được Mona đồng ý nên Amanda vui lắm. Cô vội chạy đi tìm Sinh nhưng nghe bé anh nói, anh ấy đã đi về chỗ của bố mất rồi, Sinh có để lại cho cô một món đồ, bên trong là chiếc khăn có hình phượng hoàng mà cô vẫn luôn muốn mua được nó. Amanda hỏi anh có đuổi kịp theo Sinh không, chuyện này hơi khó nhưng tất cả đã có bé anh lo, thế là con bé thuê nguyên đoàn xe 2 bánh chở Amanda đi tìm tình yêu của cuộc đời. Cô len lỏi luồn lách qua ải kẹt xe, nói chung game là dễ, nhưng còn ải qua đường nữa mới đuổi theo đến chỗ Sinh đang đứng chờ xe. Amanda gân cổ lên gọi nhưng tiếng xe cộ ồn quá Sinh chẳng nghe được gì cả, cô dồn hết can đảm của cuộc đời vào lần sang đường này. Lần đầu tiên trong cuộc đời Amanda đi qua dòng người đông nghìn nghịt vì trai, lần này mà không thành công rước được Sinh về nhà thì phí lắm. Cô xin lỗi anh trước, sau đó mới nói đến việc công ty nhà anh sẽ là đối tác của bên cô. Bên cô đã thống nhất để bé anh làm sếp, cùng Sinh điều hành nó. Sinh nghe thế vui lắm, và cái kết thì anh em cũng biết rồi đó, đã là của nhau thì sẽ về bên nhau thôi. Bộ phim đến đây là hết mất tiêu rồi, cho dù có cay cú vì ăn bát cơm chó chất lượng cuối phim, nhưng cũng đừng để trắng nút like, đá vào ô đăng ký và bật quả chuông thông báo lên, để không bỏ lỡ những chiếc phim hay ho hơn nhé. Hẹn gặp lại và bye bye!